Hôm nay mình nấu bún cá ăn các bạn ơi. Cái này nè, cá thu. Cá thu đó, nước sôi xong mình bỏ cá vô. Rồi sau này bây giờ mình sẽ cho thơm với cà. Tiếp đó mình nêm bột nêm. Muối, bột ngọt. Mình cho chả cá cho các bạn. Bữa nay đi làm về xong mày nấu bún cá ăn. Bây giờ lại vào bếp nữa rồi các bạn ơi. Thì súp của mình nêm nếm vừa ăn rồi. Thì bên đây mình có chuẩn bị một cái tô bún. Bây giờ mình sẽ múc rê. Con cá Nha Trang. Ôi dạ. Rồi mình sẽ cho vài cọng ngò với hành. Đây là rau thơm. Đó. Đơn giản như thế này thì mình có một tô bún cá.